Hello anh em, gần đây thì mình đã sử dụng Telegram làm cái kênh chat chính của mình và mình thấy là khá nhiều anh em vẫn còn chưa biết và chưa sử dụng cái Telegram này ha. Nên video này mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái tính năng khá là hay của Telegram mà anh em nên biết. Bỏ qua những cái cơ bản như là đăng ký tài khoản như thế nào, anh em dùng một số điện thoại là xong ha. Và những cái thao tác cơ bản thì mình sẽ không nói, mình sẽ nói về những cái tính năng đặc biệt ở đây mà có thể là anh em biết rồi hoặc chưa biết ha. Thì đây là cái nội dung của video này, anh em có thể lướt nhanh. Cái nào anh em biết rồi anh em bỏ qua, còn chưa biết thì anh em xem ha. Mình sẽ đi vào cái đầu tiên. Telegram thì có 3 phiên bản là phiên bản web, phiên bản mobile và phiên bản dành cho PC ha. Mình sửa lại, không phải app mà là dành cho PC. Thì đây, đối với đây là trang chủ của Telegram ha. Anh em dùng những PC nên anh em vào đây anh em tải về, đây, tải về cho máy tính nè. Bản app á, ấy nhầm, bản trên web thì anh em vào địa chỉ là web.telegram.org. Và đối với bản mobile thì anh em vào Apple Store hoặc là App Store anh em tải về thôi. Và đăng ký tài khoản thì chỉ cần một cái số điện thoại là xong ha. Rồi, và tiếp theo video này thì mình sẽ nói sâu về cái tính năng ở trên PC thôi ha. Đấy, phiên bản trên PC, máy tính. Vì mình sử dụng ở trên đó hết. Rồi, cái tính năng thứ hai mà mình muốn nói đó là chỉnh sáng tối hoặc là bật tắt thông báo. Thì cái này cũng khá là đơn giản rồi. Với chỉnh sáng tối thì anh em bấm vào cái phần này ha. Cái ba ba cái dấu này. Đây, anh em có thể chỉnh chế độ sáng hoặc tối. Ngoài ra thì bật tắt thông báo anh em bật rất là nhanh ở đây. Đấy. Hoặc là anh em có thể bấm chuột phải ha. Và đây, Disable Notification. Đấy. Tiếp theo, đây là một cái tính năng mà mình nghĩ anh em nên xài, anh em sử dụng Telegram thì nên bật cái tính năng này lên là chặn thêm vào nhóm lạ. Ở đây thì khá nhiều dân lừa đảo, dân MLM đa cấp Ponzi sẽ có những cái tính năng là add bạn vào một cái nhóm bậy bạ xong bắt đầu lùa gà. Thì anh em cài đặt bằng cách là vào đây ha. Phần setting này. Anh em vào tiếp phần privacy and security này. Và chọn ở chỗ mình là group and channel và nên chọn là my contact, có nghĩa là ở đây nó hỏi là ai sẽ được phép thêm bạn vào những cái nhóm hoặc những cái channel lạ. Thì ở đây nếu anh em để everybody thì ai cũng add được ha, còn my contact có nghĩa là những ai á, mà anh em thêm vào là liên hệ của anh em á, thì mới được được ha. My contact có nghĩa là ví dụ anh em chat một người lạ ha, ví dụ đây thì nó chưa kết nối với nhau này, có chữ add contact này. Nếu anh em quen á, quen biết người này thì anh em mới nên là add contact ha, có thể thêm vào những cái liên hệ của mình, còn không thôi anh em không nên thêm vì sau này khả năng là họ sẽ spam mình vào những cái nhóm, những cái channel lại LinkedIn. Rồi anh em nên bật tính năng này lên ha, chặn thêm vào nhóm lại. Và đây là một cái tính năng mà mình cực kỳ thích ở Telegram, đó là tạo folder cho từng một cái chủ đề cụ thể. Ở trên Telegram thì mình rất là nhiều cái chủ đề thế này và mình không muốn nó bị loạn đi ha, hoặc là mình muốn tìm một cái gì đó rất là khó khăn nên mình sử dụng cái tính năng folder này. Rồi mình sẽ mở bảng app cho anh em xem á. Như đây anh em thấy nè, có những cái folder như là chuyên để đánh margin nè, đánh coin ha, chủ đề trên folder về đánh BO nè, folder về crypto nè, những folder về KTCT nè, contact là những cái mối liên hệ của mình nè, DeFi, folder về những cái channel coin 98 đấy. Những sàn, những dự án hoặc là những cái mình chưa đọc. Thì cách tạo những cái folder này thì anh em bấm vào cũng vào đây ha. Anh em bấm vào tiếp setting và anh em chọn folder. Nếu mà chưa có gì thì anh em tạo một cái folder mới ha. Đó, tạo một cái folder mới. Lúc này thì mình đã tạo đủ lượng folder rồi, nó không cho tạo thêm. Sau khi anh em tạo đủ ha, thì anh em có thể vào đây ví dụ như là chủ đề về margin đi. Đấy, anh em tạo xong thì anh em bắt buộc phải ấn add chat này. Và anh em tìm những cái nhóm, những cái người hoặc là những cái kênh nó liên quan tới cái chủ đề này, anh em add vào. Ví dụ đây, đây ha. Hoặc là anh em bỏ. Đấy. Và sau khi xong thì anh em bấm save là xong. Thì khi đó từng chủ đề anh em lọc ra rất là nhanh, ví dụ như là DeFi nó sẽ có một cái nhóm mình chưa đọc này, đó mình sẽ vào mình đọc. Rồi. Margin có một cái những cái tin nhắn mình chưa đọc này, đó mình vào mình đọc.
thì nó không có bị loạn đâu, tìm kiếm rất là nhanh. Thay vì là anh em phải đi tìm từng cái xem nó là chủ đề gì. Thì đây là một cái tính năng mà mình cảm thấy rất là hay ở trên Telegram. Và một tính năng nữa cũng giúp anh em tối ưu, đó là pin nhóm. Pin nhóm như thế nào? Ví dụ ở all chat ha, all chat có nghĩa là tất cả những cái channel luôn, mình sẽ mở rộng cái này ra. Đối với những cái nhóm nào mà anh em cảm thấy quan trọng á, những cái tin tức mà anh em không thể bỏ lỡ thì anh em pin nó lên đầu bằng cách là đây. Ví dụ như đây là một cái channel hay đi ha, anh em cảm nhận đây là một cái channel hay thông báo về những cái cá mập mua coin hoặc xả coin, anh em cảm thấy nó hay anh em bấm chuột phải này, anh em pin nó lên top. Thì hiện tại đang thông báo là chỉ được pin 5 cái thôi, hiện tại mình đã pin 5 cái rồi. Giờ mình muốn gỡ một cái ra, ví dụ mình muốn gỡ cái này đi thì mình ấn pin này, và bây giờ mình pin cái này lên này. Thì những cái tin nhắn này á, nó sẽ không bị trôi đi, nó sẽ luôn luôn nằm trên top. Ngoài ra ha, trong từng folder riêng anh em cũng có thể pin lên top được ha. Đấy. Ví dụ như mình thấy kênh này hay đi, mình sẽ pin lên đấy, nó có cái dấu anh em thấy không, cái kim này, và cũng tối đa là một folder là 5 cái pin ha. Đấy. Một cái tính năng khá là hay của Telegram. Tiếp theo đó là tính năng search. Search ở đây thì anh em có thể search trong từng một cái channel hoặc một nhóm. Ngoài ra thì anh em có thể search chung. Đấy. Mình lấy ví dụ như anh em muốn search ở trong cái một cái channel riêng thôi ha. Bây giờ mình muốn search ví dụ mình muốn search từ link đi. Link là cái một cái đầu coin link. Đấy. Thì anh em sẽ xem được những cái tin nhắn nào đã nói về cái đồng link này. Đấy. Nó sẽ sắp xếp theo thứ tự là gần nhất cho tới thứ tự là xa nhất ha. Đấy. Thì anh em thấy trong những tin nhắn đều có chữ link này. Đó là tính năng search ở trong một cái channel hoặc một cái group. Ngoài ra thì anh em tính năng search ở đây thì anh em sẽ search tất cả những cái kênh chat của mình đang có luôn ha. Ví dụ ở đây mình search đồng SRM chẳng hạn, thì anh em sẽ thấy được những cái tin nhắn nào gần nhất nói về cái đồng này. Đây, trong này có SRM này ha. Đó là hai tính năng search. Ngoài ra còn một cái tính năng là tìm kiếm đa phương tiện ở trong một cái channel hoặc trong một cái nhóm chat một cách rất là hay, có nghĩa là nó lưu trữ lại. Ví dụ như đây là channel coi 98 chẳng hạn, thì anh em kéo xuống này sẽ thấy ở đây nó sẽ có tới 644 hình ảnh, 8 video, 5 file và 423 link. Ví dụ như anh em tự nhiên nhớ, à trước đó cái channel này nó có share một cái link gì đó mà anh em quên mất, anh em không nhớ được ha, thì anh em có thể vào đây tìm kiếm link này, hoặc là anh em tìm kiếm những cái photo. Đấy. Rất là nhanh thôi và nó rất là tiện cho anh em tìm luôn ha. Đây là những cái tính năng mà khá là cơ bản, khá là đơn giản nhưng mà nó giúp anh em rất là nhiều, tối ưu rất là nhiều trong công việc. Rồi, tính năng này lưu trữ ở đây, thật ra tiếng Anh nó là archive chat, có nghĩa là anh em bỏ những cái kênh chat mà nó không quan trọng đi. Ví dụ như anh em cảm giác là cái kênh này đi, nó không còn quan trọng với anh em nữa, như anh em không muốn thoát đi ha, anh em không muốn leave channel, có nghĩa là bỏ channel đi vì biết đâu sau này nó sẽ có những gì hay, hoặc là anh em bắt buộc phải ở này. Như anh em không muốn đọc tin nhắn thì anh em bấm bên chuột phải này, anh em archive chat, nó sẽ không hiện ở đây nữa. Và mà nó hiện ở trên này này, anh em ở try chat nó hiện đây này. Những cái tin nhắn không quan trọng ha, anh em cho nó vào đây, anh em không phải đọc, đỡ mất thời gian. Rồi anh em muốn bỏ thì anh em bấm vào đây, ở try chat. Tối ưu rất là nhiều về cái hiệu suất làm việc của anh em ha. Thì cái tính năng thứ chín thì mình muốn dành cho những anh em nào là admin. Thì mình muốn nói sơ thôi. Đầu tiên là pin và post notification, có nghĩa là ghim một cái tin nhắn lên và post và thông báo cho tất cả người dùng ở trong cái nhóm đó. Mình lấy ví dụ đây là cái nhóm chat của mình làm quản trị viên chẳng hạn. Đây ha. Và mình muốn ghim ghim cái tin nhắn này lên. Thì mình bấm, hiện tại là mình đã pin rồi ha. Bây giờ mình bỏ pin này. Ví dụ bây giờ mình muốn ghim cái tin nhắn này lên thì mình pin. Thì nó sẽ hiện thông báo là bạn có muốn thông báo cho tất cả member trong này không? Nếu mình bấm vào đây á, thì nó sẽ pin lên và nó gửi thông báo cho 305 member trong này. Đây là một cái kênh mà tạo thông báo rất là hay ha, thông báo đẩy, mình thấy cực kỳ hay.
Tính năng thứ hai là anh em tạo channel riêng cho cái nhóm đó để thông báo ha. Channel là cái mà anh em thông báo những thông tin, nó không có tính năng chat. Ví dụ như đây là một channel trên Telegram của mình ha, KTCT. Channel về cộng đồng dropshipping Việt Nam. Khi mà mình gửi tin nhắn ở trong cái channel này á thì nó sẽ tự động nó gửi qua cái nhóm chat này. Đấy. Và nó sẽ pin cái tin nhắn lên trên đầu luôn ha và nó thông báo cho tất cả mọi người. Đấy, đây là một tính năng rất là hay, nhưng mà người dùng thì có được phép là tắt thông báo cho đỡ phiền phức đó. Thì đối với những anh em nào admin thì anh em nên tận dụng những cái tính năng này. Đây, ngoài ra thì chatbot dành cho Telegram rất là hay. Mình sẽ demo cho anh em một cái channel anh em có thể xem ha. Còn làm như thế nào thì có thể là mình hẹn anh em ở một cái video sau. Đây là cái đây đem được một chút cái channel nghiện MMO của Thái Khương chẳng hạn. Anh em sẽ thấy nè, khi có người dùng vào thì nó sẽ chào nè. Đây là một tính năng free thôi. Ngoài ra thì anh em trả phí á, nâng cấp lên thì anh em có thể tạo riêng cái chatbot riêng của anh em, có thể thông báo như là có người đăng ký tài khoản cái này thế kia ha. Rồi tạo nâng cấp đua top cho thành viên trong này. Rất là nhiều tính năng của cái này, của con chatbot này. Thì anh em có thể tham khảo ở trên hai cái trang tạo chatbot mà mình thấy thông dụng nhất là telemi.io, đây ha, telemi.io và một trang nữa là combot.org. Hai trang này. Còn nếu để hướng dẫn thì mình chắc là phải dành là một cái video sau. Rồi. Và mình cũng kết luận là Telegram ha, là một cái kênh mà giúp lưu trữ data rất là tiềm năng. Như anh em thấy ha. Tất cả những người dùng mà tìm hiểu về một cái kênh nào đó, một cái chủ đề gì đó thì đưa họ vào một cái nhóm, một cái channel. Hiệu quả ha. Và có một cái tính tương tác rất là cao, anh em có thể tương tác qua lại thay vì là gửi email hay là gửi gửi chatbot thì anh em không có thể tương tác được với người dùng ha. Còn đây là một cái kênh chat rất là hay, nó khác, anh em sẽ thấy là khác với Messenger, anh em sẽ không thể nào mà pin tin nhắn hoặc là push notification được đấy, và khác với Zalo nữa. Mình thì không thích xài Zalo vì Zalo có quảng cáo và những cái tính năng trên Zalo khá là cùi bắp nên mình không xài. Telegram là một cái kênh rất là hay. Thì vừa rồi là trên đây là toàn bộ nội dung của video này gồm 9 cái tính năng này đấy, dành cho anh em nào chưa biết để tối ưu cái công việc mình nó hiệu quả hơn. Và mình cũng khuyên là anh em nên chuyển qua xài Telegram đi, anh em sẽ có khi là sẽ bỏ luôn Zalo và Messenger đó. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha, hẹn anh em ở những video sau và anh em nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé.